Thực sự ra mà mỗi khi mà nghe Đan Trường với Cẩm Ly hát á, tôi cảm thấy luôn luôn có một cái gì đó, một cái sự kết hợp rất là hài hòa. Thì đây là cặp tình nhân ở trên sân khấu rồi mà. Chuyện là Tết thì phải sum họp gia đình. Thế còn những cái người mà không thể về được quê, không mua được vé lên tàu, hay là không có khả năng về quê, hay vì một lý do gì đó cũng không thể về quê. Như vậy thì những cái người đang mang cái nỗi cô đơn đó, họ sẽ qua Tết như thế nào? Thì thường chúng ta trong những cái giây phút hạnh phúc đó, thì mình lại hay nói về những cái chuyện vui, nhưng mà ít khi ngồi nghiệm lại thì có những cái nỗi buồn mà Hà nghĩ là vào những cái dịp mà hạnh phúc đấy thì cái nỗi buồn nó càng nhân lên gấp bội. Nhưng mà theo Hà nghĩ là giữa cái nỗi buồn của một cái người đang cô đơn mà về quê không được, với cái nỗi buồn của những người đang ở quê nhà chờ đợi cái nhân vật chính mà về quê không được, cái nỗi buồn nào nó da diết hơn? Nó tùy vào từng hoàn cảnh, tùy vào từng thời điểm nữa. Ví dụ như lúc mà Hà còn nhỏ thì mình chỉ nghĩ tới cho bản thân của mình và mình nghĩ thấy là tội nghiệp mình quá, mình là người đáng thương. Thế nhưng mà khi mà mình đã đủ cái sự trưởng thành và suy nghĩ chín chắn thì mình mới nghĩ rằng là tội nghiệp ba mẹ mình quá. Bởi mỗi một người trong gia đình là một linh hồn tạo nên một mái ấm. Mà không có mình thì gia đình cho dù có đoàn tụ mà mất đi một mảnh ghép thì cũng rất là buồn. Hà có phải Còn là buồn con một hơn, không? Hà là con thứ hai, gia đình chỉ có hai người. Nên là thiếu mất Hà thì gia đình cũng chỉ còn có ba người. Nên là cũng không thể nào vui hơn. Mà Hà thì thường biết rằng là ba mẹ thì thường là đến một cái dịp như vậy thì rất là mong chờ những đứa con của mình quay trở về. Mà tôi tin chắc rằng là cái điều đó Hà sẽ càng thấm sâu hơn khi mình trở thành phụ huynh. Đúng không? Tự nhiên mình Đấy. cảm giác cái điều đó Cho nên là nó bây giờ sâu ngay sắc từ vô bây cùng. giờ mình phải định hướng cho con là gia đình là quan trọng nhất. Thưa quý vị, từ nãy giờ chúng tôi nói ra thì quý vị và các bạn cũng đã có thể hình dung ra được cái cảm giác cô đơn của những cái người không về quê được, hay là những cái người đang ở quê nhà mà chờ đợi những người không về được nó như thế nào rồi. Thì thưa quý vị, chi bằng ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một liên khúc, và trong đó có hai bài hát cùng mang đến tâm trạng của hai nhân vật như thế. Bài hát đầu tiên là Giao thừa xa xứ, và bài hát thứ hai là bài Quê tôi, với tiếng hát của Hoàng Châu và Sơn Ngọc Minh.